Kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay là ngày 6 tháng Giêng năm 2022, tức là tròn một năm sau cái ngày biến cố rất là lớn, biến cố bạo loạn ở Capitol Hill, tức là tòa nhà Quốc hội Mỹ. Thì hôm nay có rất nhiều báo đăng tin, đăng video cũ những cái cảnh mà dân bạo loạn nó kéo vào tòa nhà Quốc hội, và những cái bài báo phê bình, bình luận, và đặc biệt là Tổng thống Joe Biden có một bài diễn văn, và trong đó người ta nhặt ra một cái câu rất là ấn tượng. Chủ biên tờ báo điện tử CNN có bình luận về cái câu đó và nhắc lại những cái truyền thống tốt đẹp của cái nền dân chủ Mỹ nhân cái câu nói đó. Thì cái tựa đề là cái hàng chữ mạnh mẽ nhất trong cái bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden về ngày 6 tháng Giêng. Đó là cái câu: bạn không thể yêu đất nước của mình chỉ khi nào bạn chiến thắng. Tức là bạn thắng thì lúc đó là bạn mới yêu nước. Thì cái điều đó là cái câu nổi tiếng nhất trong cái bài diễn văn. Đó là lời Tổng thống Joe Biden trong bài phát biểu sáng nước thứ năm, tức là hôm nay đó, nhân kỷ niệm một năm cuộc bạo động ở Điện Capitol của Hoa Kỳ. Bạn không thể yêu đất nước của mình chỉ khi nào bạn chiến thắng. Đó không chỉ là một cái câu thoại đáng nhớ, đó có thể là câu thoại được lặp lại nhiều nhất cho đến ngày hôm nay và trong những ngày sắp tới. Mà không những thế mà còn là một câu thoại cực kỳ quan trọng nếu chúng ta có thể nắm bắt đầy đủ những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua và mọi thứ dẫn đến cái khoảnh khắc đó. Trọng tâm của cái câu nói đó, đó là ý tưởng về lòng yêu nước. Hãy nhớ rằng ông Donald Trump đã tranh cử tổng thống vào năm 2016 một cách rõ ràng với ý tưởng là đặt cái nước Mỹ lên trên hết. Ý tưởng này làm sôi động cả cái chiến dịch tranh cử và 4 năm của ông ở Nhà Trắng. Là Hoa Kỳ là đặc biệt trên thế giới, quá lâu các nhà lãnh đạo Mỹ đã sợ không dám lớn tiếng và tự hào tuyên bố cái thực tế đó, nên đã làm cho nước Mỹ ở cái vị thế dưới các nước kém hơn trên thế giới. Tương lai không có thuộc về những người theo chủ nghĩa toàn cầu, ông Trump ông tuyên bố như vậy trong cái bài phát biểu về chính sách đối ngoại năm 2019 tại Liên Hiệp Quốc. Tương lai thuộc về những người yêu nước. Đấy, dĩ nhiên là cái từ yêu nước là tùy theo ông định nghĩa. Cái điều gì làm cho nước Mỹ trở nên đặc biệt? Không có gì khác biệt giữa chúng ta với các cường quốc khác trên thế giới như Trung Quốc, Nga, hơn là cái cam kết của chúng ta đối với cái quá trình chuyển đổi quyền lực một cách hòa bình 4 năm một lần. Ý tưởng lo lắng không biết ứng cử viên ưa thích của mình có thắng hay không, thì bạn phải chấp nhận kết quả của một cuộc bầu cử tổng thống là tự do và công bằng, và phải công nhận là người chiến thắng, vì tổng thống ngồi ở cái vị trí cốt lõi định nghĩa chúng ta là ai trong tư cách là một người Mỹ. Bạn chỉ cần quay lại cuộc bầu cử năm 2000 để hiểu sức mạnh và tính độc nhất của nước Mỹ và cam kết của nước này đối với cái quá trình chuyển đổi quyền lực một cách hòa bình. Đó là cái đặc điểm mà cái nước Mỹ tự hào từ xưa cho đến nay. Và những người di dân vào như người Việt Nam đến đây đó, họ cũng chia sẻ cái niềm hãnh diện đó. Tức là cái quá trình chuyển đổi quyền lực một cách hòa bình và tôn trọng cái người chiến thắng. Sau một thời gian tạm nghỉ, đây là cái câu chuyện bầu cử giữa ông Al Gore và ông George Bush năm 2000. Sau một thời gian tạm nghỉ kéo dài 36 ngày, tức là trên một tháng, thì trong thời gian đó người ta không rõ ông Al Gore hay là ông George Bush được làm tổng thống, bởi vì cái phiếu nó xấp xỉ nhau rất là gần. Thì ông Al Gore đã thừa nhận cuộc bầu cử sau một phán quyết bất lợi cho ông ở tòa án tối cao. Điều mà ông ấy thừa nhận thì thật ra là không quan trọng, nhưng làm thế nào mà ông ấy công nhận mới là vấn đề quan trọng hơn. Đó. Thì ông ấy nói rằng
vì lợi ích của sự đoàn kết của một dân tộc và sức mạnh của nền dân chủ của chúng ta, tôi xin nhượng bộ. Al Gore nói như thế. Tôi cũng xin nhận trách nhiệm của mình, mà tôi sẽ xả thân vô điều kiện để tôn vinh vị tổng thống mới đắc cử và làm mọi thứ có thể để giúp ông ấy tập hợp người Mỹ lại với nhau, để thực hiện tầm nhìn vĩ đại mà tuyên ngôn độc lập của chúng ta xác định và hiến pháp của chúng ta khẳng định và bảo vệ. Quý vị thấy không? Lời tuyên bố của ông Al Gore lúc mà nhượng bộ lại cái phần thắng cho ông George Bush sau khi tòa án tối cao quyết định. Thì những cái điều này là ông Trump không có làm, không có một cái tư tưởng dân chủ nào so với những cái lời mà ông Al Gore nói năm 2000. Al Gore cũng trích dẫn lời của Stephen Douglas sau khi cái ông này thất bại trong cuộc đua tổng thống năm 1860 trước Abraham Lincoln, tức là ông Abraham Lincoln thắng, còn ông Stephen Douglas thua. Ông Douglas nói rằng cảm giác đảng phái phải nhường cho lòng yêu nước. Nói tới lặp lại, cảm giác đảng phái phải nhường cho lòng yêu nước. Tôi sẽ ở bên ông, thưa Tổng thống, và Thượng đế phù hộ cho ông. Đó là cái lời chúc của một cái người thua bầu phiếu, chúc cho cái người thắng cuộc bầu phiếu. Người ta đã làm gương từ bao nhiêu năm nay cho tới bây giờ. Thế mà chỉ trừ cái thời đại Trump, những cái câu, những cái thói quen dân chủ đó biến mất hết. Những gì mà Al Gore và Douglas hiểu là đây không phải là tất cả là cho họ. Tất nhiên họ cũng muốn chiến thắng vậy. Tất nhiên họ nghĩ rằng họ sẽ làm tổng thống tốt hơn cái đối thủ của họ. Nhưng họ cũng hiểu rằng lòng yêu nước và lòng trung thành với đất nước đồng nghĩa với cái việc gác lại cái cảm xúc cá nhân để làm những điều đúng đắn cho đất nước. Joe Biden khi trả lời câu hỏi của các phóng viên về cái lý do tại sao mà ông không có đề cập tới ông Trump trong cái bài phát biểu của ông, đã thể hiện rõ ràng cảm xúc đó. Khi mà thể hiện cái cảm xúc đó thì ông Joe Biden không bao giờ đề cập tới ông Trump. Đó cũng là cái văn minh, đó cũng là cái trình độ cao của con người ông Joe Biden. Ông nói rằng đó không phải là về tôi, đó không phải là về bà phó tổng thống. Thực sự không phải vậy. Đó là cái điều khiến tôi khó chịu nhất về một cái loại thái độ dường như là đang xuất hiện ở một cái chừng mực nào đó trong cái chính trị Mỹ. Đó không phải là về tôi. Vấn đề không phải là tôi có phải là tổng thống hay không, và cái cô ấy có phải là phó tổng thống hay không. Đó là về hệ thống, và có người đã cố gắng đặt cái bản thân của họ lên trên mọi thứ. Đó, ông chỉ nói tổng quát vậy thôi, ông không có nói tên ai. Hãy nghĩ về nó theo một cách khác. Tinh thần thể thao chân chính không phải là sự tử tế trong cái chiến thắng. Bất cứ ai cũng có thể làm điều đó. Khi mà mình chiến thắng rồi, ai cũng rất là tử tế, rất là nhã nhặn, rất là lịch sự. Thì cái chuyện đó ai làm cũng được hết. Nhưng mà phải tử tế khi thất bại cơ, thì mới gọi là tinh thần thể thao. Đó. Mình phải là một cái người thất bại tử tế, nhã nhặn, văn minh, lịch sự. Cái chỗ đó là cái chỗ rất là quan trọng. Chúng tôi xin đọc lại cái câu này, cái ý nghĩa câu này. Tinh thần thể thao chân chính không phải là cái sự tử tế trong chiến thắng, bởi vì bất cứ ai cũng có thể làm được cái điều đó, nhưng phải tử tế khi thất bại, và không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Đối với lòng yêu nước cũng vậy. Thật là dễ yêu nước khi bạn được người ta bầu chọn bạn, tức là bạn chiến thắng trong cái cuộc bầu cử, thì bạn dễ nói yêu nước lắm. Tôi yêu nước vô cùng, cái gì cũng bạn trở thành người yêu nước. Thật là dễ dàng yêu nước khi bạn được người ta bầu chọn hoặc cung cấp cho bạn những gì bạn muốn. Yêu đất nước của mình sẽ khó hơn rất nhiều khi bạn nghĩ rằng người ta đã chọn sai người hoặc đi sai đường. Xin đọc lại cái đoạn trên. Yêu đất nước của mình sẽ khó hơn rất nhiều khi bạn nghĩ rằng người ta đã chọn sai người hoặc đi sai đường.
Lòng yêu nước thật sự không đòi hỏi bạn phải chiến thắng, mặc dù không có bằng chứng nào chứng minh cho những tuyên bố đó. Lòng yêu nước chân chính đang hoạt động trong cái cơ chế để làm cho đất nước trở nên vĩ đại nhất có thể, cho dù nó có phù hợp với lợi ích của cá nhân bạn hay là không. Joe Biden hiểu được điều đó, còn Donald Trump không bao giờ hiểu. Xin hết cái bài và chào quý vị khán thính giả.